Hello các anh chị, Trinh đang ở tại tiệm Universal của Liên Phạm ở tại thành phố Hoida. Thì Liên là một trong những người chủ tiệm nail đã bỏ cái sản phẩm vào trong tiệm và đã tăng thu nhập rất là nhiều. Thì bây giờ Trinh sẽ quay cái video về cái cách trang trí cái tiệm của Liên á. Đây là ông bà chủ. Hello. Ông bà chủ rất là dễ thương. Chào mọi người. Trinh sẽ quay sơ cái tiệm một tí xíu, xong rồi Trinh sẽ bắt cóc bà chủ để bà chủ giải thích cho anh chị một tí xíu là Liên đã làm như thế nào mà tăng được cái thu nhập trong tiệm rất là nhiều anh chị ha.